cảm bản gốc đầy đủ hơn và không bị chèn ngược vào. Hãy liên hệ với họ 07-0825-2799 để gặp Thuận để được tư vấn hơn. Nên lưu ý những bản nhà có chứng chuyên trường, và các loại thứ dùng nhỏ vân vân đều là những bản nhà được trải nghiệm thực tế, luôn được đổi mới để tránh việc nhờn tiếng kém hiệu quả. Hơn hẳn những tiếng âm thanh bẫy mà anh em tạo trên mạng rồi. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh Văn Bậy của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Thank you.